kiếp. Thành thử ra toàn là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, toàn là những hành động mà không để ý tới ngã nữa, mà làm như là xả thằng ngã đi, ngã tham, ngã sân đi. Do duyên mãn tất cả nghiệp nên ngã tham, ngã sân biến mất hoàn toàn. Hàng nào đã kiến nó biến mất thì cái tâm mà mình đang quán tưởng nó trở thành ra là một cái tâm rõ ràng, minh bạch, không gì chướng ngại được nữa. Thì lúc đó thấy tự nhiên tự tại giống như Đức Phật. À, thì mấy cái đầu đó là do 10 nhân duyên. Tại sao Đức Phật thấy mà không thấy? À, rồi nó nhắc lại thôi. Thành ra cái này đó, nó là thuộc một trong những nhân duyên đó, tức là nhân duyên diệu quán. À, nhưng mà phải làm thêm như một số hành nghiệp để giải trừ thằng ngã. Thì cái pháp quán này nó trở thành bản thể. À, mà nó trở thành bản thể rồi thì sẽ thấy giống như Phật. À, mà không những thấy giống như Phật mà còn thần thông diệu dụng giống như Phật nữa. Tại vì thấy như thiệt thì nó lấy ra được. À, chứ đâu phải là còn suy tưởng nữa. Một thật nhất tất cả pháp thì trong đây mới đem muốn thêm, muốn về, muốn gặp thế giới a súc không, đấm ra kéo ra giật ra một cái là nguyên một thế mà a súc sẽ hiện ra trước mặt. À, muốn thấy là không, nó là hiện ra là một cái, tại vì toàn bộ 10 phương thế giới nó chứa trong này mà. Anh nó gọi là thần thông diệu dụng. Trong kinh Hoa Nghiêm mới nói đó, Đức Phật có thể đem một thế giới mà dục qua cái phương đông tất hàng hà xa thế giới mà chúng sanh trong thế giới đó vẫn cảm thấy mình không có đụng chạm gì hết. À, tức là dời thế giới này qua tất người phương thế giới mà chúng sanh trong thế giới vẫn yên lành, không có gì trở ngại. À, tức là đem hết tất cả thế giới bỏ vào trong một thế giới mà chúng sanh trong thế giới đó vẫn không thấy thế giới mình bự ra. À, tức là trong này đó, nó có thế giới A Di Đà trong này nè. À, đó là khi mình đã thấy như thật, do cái danh công hạnh nó diệt trừ ngã kiến thì thực sự nằm trong này thật. Do đó kêu Phật thần thông biết quá vô cùng tận luôn. Tại vì cái này ngài thấy thật trong này, ngài muốn làm gì ngài làm, muốn lấy gì lấy. À, tại mình không thấy. À, bởi vì trước ngài hàng rồng ngã kiến mình chỉ thấy trong nghiệp thôi. À, thành ra mình bị chướng là muốn lấy cái này lấy không được. À, mà tưởng tượng lắm thì cũng vậy thôi. À, tại vì dẫn cái ngã nó ngã thì cũng ngã tưởng thôi chứ đâu phải là vô ngã đâu. À, thành ra bị chướng ngại vậy. À, rồi nhiếp nhập vô nghệ cái thứ bảy, quả nghiệp vô nghệ. Thứ sáu là biến dung vô nghệ. À, biến dung vô nghệ đó thì tức là cái chân lý mà nó trùm khắp tất cả mọi cái khác, tức là biến trong những cái pháp khác. À, và nó dung chứa pháp khác á, là nó không có chướng ngại nhau, tức là một pháp này nó có thể nó biến nằm trong những cái pháp khác. Mà đồng thời nó lấy pháp khác bỏ trong nó vẫn không chướng ngại, tức là trong một pháp khác đều có nó hết á. Thấy không? Đều có nó hết. Mà đồng thời nó nhập tất cả pháp khác vô trong nó, mà mặc dầu nó biến tất cả pháp khác mà không phải nó không có rời ở chỗ, nó không có rời chỗ này, nó vẫn ở đây. Thấy không? Mà nó nhập tất cả pháp khác vô đây mà tất cả pháp khác vẫn ở ngoài của nó, mà không có, không phải là gì nó nhập vô mà tất cả pháp khác biến mất. Chân lý này nó nói do được hiểu cái vô ngại đó, thành ra các pháp vẫn giữ vị trí của nó mà nó nằm tất cả ở chỗ khác. À, mặc dầu nó giữ vị trí của nó không có di dịch ra trên, mà tất cả những pháp khác ở tất cả mọi phương đều nằm trong nó. À, mà cái lý này đó thì mình đã nói rồi, nói qua những nhiều bài giải rồi, cái này là phải tức lặp lại thôi. Lặp lại để mình nói là trong lúc nó biến qua tất cả cái khác thì nó dung nạp, nó cũng dung nạp hết tất cả cái khác. À, và trong lúc tất cả các pháp biến vô nó và nhập vô nó thì tất cả các pháp cũng là dung nhập tất cả pháp khác và biến vô tất cả pháp khác mà không có chướng ngại, tức là nó giao nó cũng như là nó một cái màn lưới chằng chịt vậy nè. Thật sự cái này là giảng theo ngài Pháp Thuận, cái tư tưởng ngài Pháp Thuận thường thường cái tư tưởng này nó hơi khó. Thành thử ra sau này những ngài đệ tử của ngài đó là ngài Trường Nghiễm đại sư, là Nghĩa đại sư với ngài Pháp Tạng đại sư, ngài không dùng cái này để hiện mà ngài dùng Thập Huyền Môn. À, ngài dùng một cái hệ thống 10 cái cửa khác để mà hiển đạt cái lý này, mà 10 cửa thì dễ hơn cái này. À, cái này là cái sát tắc đầu tiên của ngài Pháp Thuận để cho mình vượt qua cái, mình hiểu cái chân lý, để mình vượt qua cái rào cản, để mình hiểu được cái công dụng của một pháp. À, để mình sử dụng, để mình an trú, để mình tu tập trong một pháp. Thành ra hồi xưa chư tổ nói là nếu mà một chữ mà thuyết pháp thì thuyết vô cùng tận không bao giờ hết, vì tất cả các pháp nó nhiếp vào một chữ. Nhưng hồi xưa bên Tàu nó có ông nào đó mà viết Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà thuyết chữ Diệu như 3 năm hả rồi? Thời Ba tháng chưa hết, có chữ Diệu không à? Nói hoài mà nếu mà muốn nói là không đúng, 3 năm chưa hết nữa. Là tại sao? Trong một chữ nó nhiếp hết tất cả pháp, trong một pháp nó nhiếp hết tất cả pháp, nó hoài nó không hết.
còn mình bị chướng ngại, chướng ngại thành ra mình nói cái hết vốn mà. Tôi mà bây giờ đó tới buổi chiều ra chắc hết vốn, kêu nó nữa hết không có chỗ nói, hết rồi, miệng khu tới đó là hết xong rồi, xong rồi đó. Rồi quán nghiệp vô ngại, biến dụng vô ngại ha. Tại khái nguyên tắc này để nó phá ra cái rào cản thôi chứ quý vị, thì nó giống giống cùng nguyên tắc hết á, nhưng mà cái này là người ta trình bày theo nhiều khía cạnh đó, để cho mình dễ hiểu thôi nha. Mà mỗi cách như vậy là mình phải tập, mỗi cách là phải tập hết, tại vì mỗi khía cạnh nó phá mình một cái vướng mắt ha. Rồi thứ bảy là nhiếp nhập vô ngại. Nhiếp nhập vô ngại tức là sự vô ngại của sự nhập vào một pháp và chứa. Nhập vào một pháp tức là nó ở đây, nó nhập vào đây mà đồng thời nó chứa cái khác, nó vừa nhập vào cái khác mà nó vừa chứa cái khác luôn. Mình thấy khó chịu phải không? Tại sao mình lại nhập vô đây rồi mình còn chứa cái này nữa, sao mà chứa? Rồi nhiếp tức là nó nhiếp nhập vô ngại, nhập tức là đi vào này, nhiếp là kéo này qua nó hết, phải không? Hai thằng này nó là nghịch ngược nhau, đi vào không thể là kéo người ta theo mình, tóm thâu người ta được. Mình đi vào là mình lệ thuộc người ta chứ vậy, thấy không? Còn nhiếp tức là tóm thâu người ta qua mình. Ta nói là hai trạng thái này, nó vì hai cái này đều không có, cái nào có thì có lý bản thể, có lý nó khen hòa duyên dung với nhau hết. Nên khi nó nhiếp thằng này mà nó cũng nhập này, mà đồng thời thằng này cũng nhiếp nó mà nhập nó. Đó là hai thằng đối xứng với nhau thì hai thằng đều có đặc tánh đó. Thành ra trong thằng này mình muốn nhìn thằng này thấy thằng này cũng được, mà muốn nhìn thằng này thấy thằng này cũng được, thấy không? Hoặc là mình nhìn thằng này mà thấy tất cả các pháp cũng được, vì đồng thời khi nó nhiếp nhập một pháp thì nó cũng có khả năng là nó nhiếp và nó nhập tất cả các pháp, thấy không? Thành ra khi mà pháp giới viên dung á, bởi vì Đức Phật nói là ngay một di trần á, mà nói được tất cả những hạnh nguyện của 10 phương chư Phật, nói hết tất cả tâm nguyện của tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới, mà không cần phải làm gì hết trơn, mà không những nói được ngay hiện tại mà thấy được tâm nguyện chúng sanh hay là hạnh nguyện của chư Phật 10 phương chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai, trong một di trần. Vì di trần tồn tại là tồn tại trong một quá khứ, trong hiện tại, vị lai. Một di trần tồn tại là đồng thời tồn tại trong thời gian. Nên đã thấy một di trần mà nó nhiếp hết tất cả di trần, tức là một di trần ở hiện tại thì nó nhiếp từ di trần quá khứ, mà nó nhiếp được trong một di trần trong tương lai. Nên thấy được một di trần mà nó nhiếp tất cả các pháp, tức là trong một di trần này thấy được di trần quá khứ, tức là thấy được chư Phật ở quá khứ ha, mà thấy được tương lai luôn. Thành ra sau này cái này nó hơi khó, nhưng mà sau này là chư tổ nói là thập pháp cách thế vị thành môn là giải thích nhiếp không thời gian, là nó đem vô lượng kiếp trong quá khứ bỏ ngay hiện tại. Một hiện tại nó nhiếp vào vô lượng kiếp, nên nhìn ngay hiện tại một cái sự vật hiện ra, thấy 10 phương chư Phật trong quá khứ bao nhiêu đời kiếp đã làm Bồ Tát hạnh nhiều, tác hạnh gì, nhưng mà Thích Ca thuyết á, nó họ nhân duyên này, do nhân duyên này hồi xưa ta đó là loại nghiệp này nên ta bị quả báo này, thấy hết. Mà nhìn ngay hiện tại này, nó tương lai ngày sau lại Phật sẽ thành Phật, bậc độ gì mới phú chúng, thấy không? Vì do tại sao là các vật thể nó tồn tại, nó phải tồn tại trong ba thời mà một pháp vật thể, một sự tiện của vật thể, trong này nó nói sự, một vật thể mà nó có là phải có trong thời gian, ngay cái Phật vật thể có trong hiện tại này, tức là nó phải có những vật thể có trong hiện tứ quá khải mà nó nhiếp hết tất cả các pháp, nên vật thể quá khứ phải nhiếp trong nó, hay vật thể tương lai cũng nhiếp trong nó. Thành ra nói là đem vô số kiếp trong hiện tại, trong Kinh Bát Nhã nó diễn tả đó, cái này trong Kinh Bát Nhã nói rồi, chưa tổ cái này là chưa đổ làm cái thiết cái quán nhận quán đó, đem tất cả vô kiếp trong hiện quá khứ bỏ vào trong này. Nên nhìn trong đây thấy được tương lai, đem tất cả quá khứ hiện tại bỏ vào quá khứ, nên nhìn quá khứ mà thấy được hiện tại tương lai, đem tất cả quá khứ tương lai bỏ vào hiện tại, nên nhìn hiện tại mà thấy được ai. Thì thật là trong cái chỗ thầy nói là mình nhìn hiện tại thấy quá khứ thì con thấy rất là trúng, là tại vì đã xảy ra rồi, còn tương lai chưa xảy ra. Thấy bao ngã rồi đó. Dạ không, mà nếu mà nói tương lai thì cái đó chưa xảy ra, sao thấy tương lai được thầy? Đó là khi tôi nói là các pháp tương quan tương duyên với nhau đó, hễ một cái pháp là động là pháp kia động. Và nếu mà nói giống như nếu mà trường hợp đó, thầy nói nhân quả hôm nay là do kết hợp của tác động ngày hôm nay thì mới ra tương lai. Mà nếu mà thấy tương lai chắc khừ là như vậy thì những hành động trong hiện tại này đâu có chuyển được cái quả tương lai. Chuyển được,
Nhưng mà như vậy mình thấy bây giờ là đó, chẳng có thầy. Vì nó là nhân duyên của, cái nhân duyên hiện tại là nhân duyên của tương lai. Đúng, nhưng mà nếu mà mình thấy bây giờ là hiện tại là gì là trật rồi. Tại vì mình đã sẽ chuyển nó mà làm sao có cái quả. Vậy cô quên rằng là tương lai đang nằm trong nhân duyên của hiện tại. Tất cả gì xảy tương lai của tôi là do anh hiện tại anh tác. Cô nghĩ rằng là tương lai cô làm cái gì ngược lại hiện tại. Chứ Phật có thấy là tất cả hiện tại là mình tu là mình tu. Tại vì cô nghĩ như vậy. Cái đó lót này là lót cô nghĩ. Thế là Đức Phật thấy rõ ràng là cái hành động tương lai này nè là do mấy anh hiện tại là anh tác. Thấy không? Nên tương lai bắt buộc nó phải xảy như vậy. Cô là cô không chấp nhận đó, tôi nói là sự xây dựng cái này nó xây dựng tâm lý duyên khởi. Thấy không? Cái hiện tại nó có là do anh tương lai, anh cái tương lai nó có là do anh hiện tại anh có. Do những sự kiện hiện tại mà xảy ra sự kiện tương lai. Đúng như vậy, nhưng mà... Mà do sự kiện chưa hề có cái pháp nào ngoài cái pháp, trong ba pháp này mà nó phát xuất được để sanh ra một cái pháp khác. Nó dẫn từ là trong những pháp hiện tại mà nó xuất phát ra tương lai, cô tìm một pháp nào làm duyên ngược cái hiện tại không? Nếu có một cái pháp nào làm duyên ngược hiện tại thì cô nói là có cái gì nó xen vô để nó thay đổi. Nhưng mà hiện tại bây giờ với hiện tại, nếu mà hiện tại bây giờ với hiện tại một lát nữa, nó hai hiện tại nó khác nhau. Thì hiện tại bây giờ là hiện tại, còn hiện tại khác nữa là tương lai của hiện tại. Nhưng mà cái quả đó thì... Cái quả cô phải kiếm, nếu là cái quả cho nhân duyên khác thì cô phải tìm một cái nhân duyên khác nào khác nhân duyên hiện tại vậy ra cô mới nói được. Nó không có nằm ở nhân duyên này. Rồi sao cô nói? Ít nhất bây giờ đó, giờ có nhân duyên sanh phải không? Ít nhất bây giờ nó là bác bỏ được nhân duyên là hiện tại này không thể sanh bỏ tương lai. Cô phải tìm một nhân duyên nào khác ngoài hiện tại chứ. Cô không tìm được cái nhân duyên nào khác làm sao nó có thể cái gì khai khắc cái mới chính cái này nó sanh ra chứ ai nữa. Mà chính cái này nó tương quan cái quả để sanh thì ngay thằng này nó có thể nói được thằng kia. Cái đó là cái nhìn trong cả kiến mình thấy nó kỳ cục. Cô những pháp nhân duyên tức là phải có nhân duyên khác thì quả mới khác. Mà thực sự tìm nhân khác nó khác ngoài thì nguyên tạo quá khứ nó không có một nhân duyên nào hết đó. Thành ra tôi nói do bởi vì nhiều khi là phải thuyết không lấy duyên hiện tại mà đó là do cái quá khứ nó niệm Phật. Nhưng bây giờ nó tu nó mới đắc. Hiện tại nó làm ác không à. Tức là do nhân duyên, tức là nhân duyên nó tạo thành cái nhân tương lai, tức là nhân duyên hiện tại và nhân duyên quá khứ. Nhiều khi mình căn cứ vào nhân hiện tại mình cứ tưởng rằng là nhân hiện tại gì làm sao được, nhưng không ngờ là có bao nhiêu thứ nó bổ sung rồi cùng một lúc thấy hiện tại và quá khứ. Nên Đức Phật chắc chắn là chắc chắn người này có nhân duyên này nên bắt buộc phải gặp những người kia, người thấy tương lai nó xảy ra là do nhân duyên quá khứ gặp thì đi thức thì tự nhiên tùm lum hết đó, đó. Nên xác định là bao nhiêu năm người sẽ thành lại đó. Thấy không? Cái pháp tương quan tương duyên là vậy đó. Ai gì là phật thường cái như vậy. Thầy đầu nãy thầy nói đó, nếu mà muốn phá ngã thì phải dùng hạnh nghiệp. Như vậy mình dùng trí tuệ có phá ngã được. Dùng trí tuệ ha là mình được cái tri kiến mà nhưng phá tập khí phá không được. Trí tuệ tức là mình chấp nhận cái đó đúng. Ha, nhưng mà hành thử là hành thử theo thói quen. Mình nhớ không? Thường thường là hành thử là hành thử theo thói quen. Đó, thành thử ra đã là hành xử thì phải dùng hành động, một hành động để phá cái thói quen đó đi. Chẳng hạn như là một người nói chuyện ra cái nào cũng có một cái câu chữ thề trước khi cái kia tâm họ phải nản, nhưng mà đó là do thói quen. Thế không? Bây giờ mình không mở miệng mình sửa thói quen thì thói quen nó hay không sửa được, mặc dù tâm rất là lành. Thành ra cái tri kiến là một cái chuyện khác, nhưng mà muốn sửa tất cả tác nghiệp á thì phải là phải có những cái tác nghiệp để mà điều chỉnh đó. Đó là cái hạnh nghiệm là vậy đó. Yeah. Rồi. Nhất nhập vô ngại là xong phải không? Giao thiệp vô ngại. Tại vì mỗi người dịch chữ này mỗi cái mỗi khác, thành ra tôi phải làm hai bài. Giao thiệp vô ngại tức là qua lại một cách vô ngại. Tức là người này giao thiệp với người kia giao thiệp người này, tức là mình qua bên này thì anh này qua lợi, chứ mà tương giao tương quan ra. Thành nó là giao thiệp vô ngại. Còn anh này anh dịch là tôi dịch nghĩa đen và thì ông ngại ông dịch là cái gì đó, ông dịch tương nhập vô ngại, ông dịch tương nhập vô ngại. Thì cái giao thiệp vô ngại có nghĩa là một sự đối với tất cả các sự đều có sự tương thông tương dung với nhau hết, tức là qua lại hết đó. Trong lúc anh này nhập vô anh này, lôi kéo anh này qua bển trùm khắp anh này, thì anh này cũng nhập vô anh này, lôi kéo anh này trùm khắp anh này bằng bản thể toàn tại của ảnh, không có anh nào trước ngày anh nào, mà anh này cũng là anh này, mà anh kia vẫn là anh kia, không phải anh này là anh kia mà không phải anh kia là anh này.
Thấy không? Bây giờ quý vị dễ hiểu rồi vậy. Từ từ mấy cái kia thành mặc dầu nó khác nhưng mà nó có hết tất cả cái kia, mà dầu nó có cái kia mà nó vẫn khác. Hay mặc dầu nó trùm khắp hết tất cả các pháp vào một pháp mà nó vẫn là một pháp. Thấy không? Đại khái vậy đó, nhưng mà nó giao thiệp qua nên nó có hết tất cả những cái đó. Thành ra trong kinh điển của anh em nói một cái mình không thể tưởng tượng được, là một người tu mà tất cả thế gian nhờ. Tại vì sao? Mình sanh trong sự tương quan tương duyên. Thành nó nói rằng mình khi mình vừa quỳ xuống mình lễ một vị Phật là cả một thế giới nó lễ theo. Tất cả chúng sanh đang ở địa ngục ngâu chúng ta đang lễ theo, nhưng mà cái lực mình lễ yếu quá, mình kéo thằng nổi. Thành ra cái tác được cái công đức lễ Phật đó, nó không có đủ, nó trang rộng ra hết cho cả chúng sanh. Nhưng mà nếu một người làm ác á thì cả thế gian nó bị nhiễm cái ác theo. Thấy không? Thành thử ra căn cứ vào là cái ác cái thiện chúng sanh nhiều hơn ít. Thành ra nếu mà chúng sanh mà hoàn ác thì người tu, người mà thánh thiện công tu khó vô cùng. Bởi vì mình một lực mình kéo người ta qua đây, mà cả đá nó kéo qua đây, phải không? Thành thử ra mình tu hoàn không thành. Thành ra mới có cái thời mạt thế là Đức Phật xuất hiện, Đức Phật sẽ không thành tựu được trong khi chúng sanh nó quá ác. Thấy không? Tức là công đức nghĩa là tất gì tương liên tương quan với nhau, nên một hành động người này ảnh hưởng tất cả hành động người khác. Thành đúng vậy. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình tu mà không ảnh hưởng người trong gia đình. Thấy không? Tại nhiều khi mình cứ nghĩ mình tu mà sao gia đình không chịu tu, nó ảnh hưởng không ít là nhiều thôi. Nhưng mà tại vì không phải người gia đình ảnh hưởng mình không, nó còn ảnh hưởng bạn của nó, con cái của họ, đủ thứ công việc hết, công ăn việc làm của họ. Thành ra khi mình tát một cái thì họ, người khác tát họ một cái, thành ra họ đang bị giành giật nhiều cái lực. Thấy không? Chẳng hạn như có lần nào, nhưng mà thành ra khi mà bậc thánh nhân xuất hiện đó, thì đa số chúng ta thánh thiện. Mà lý do tại sao cái lực của thánh nhân quá mạnh đi. Một cái đại thánh nhân, cái lực họ lôi kéo chúng sanh nghĩa là gấp trăm ngàn lần mình đó. Thành ra cái thế giới mà Phật xuất hiện là chúng sanh đắc đạo nhiều đó. Thành ta nói là thành phải hiểu được cái lý tương quan tương duyên đó. Thì một hành động mình là cái nhỏ cái nào đều mình bị tội tất cả chúng sanh hết. Tại vì mà ảnh hưởng toàn bộ chúng sanh hết. Thành một cái việc mà làm thiện cái gì đó ha, là cả một chúng sanh đều ảnh hưởng được lợi hết đó. Là công đức của mình nó thành ra công đức mình không cần hồi hướng mà nó tập trung khắp pháp giới. Thành ra từ cái đó mình sẽ biết rằng là những cái gì nhân quả mình gieo nó hoàn toàn nó vẫn có những sự lợi lạc khác, chứ nó không phải hoàn toàn nó vô nghĩa lý đâu. Thấy không? Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái lực mình nó kém thôi, cũng như trong những lực học đó, cái lực của mình nó chỉ là nhỏ xíu à. Thấy không? Trong cái lực của người đối khác mình nó bự như cái nhà vậy thôi, mình phải bị ta kéo đi. Là sao mình cưỡng nổi? Vì mình muốn cưỡng nổi đó là mình phải tạo những người có lực nhỏ xíu mình thiệt nhiều. Thì bắt đầu nó đông thì nó tạo thành cái lực lớn. Thấy không? Thì nó từ từ nó hãm bởi cái lực như lại. Thành ra vì tương quan tương duyên gì đó mà thế giới nó sẽ biến theo cái dòng nghiệp của chúng sanh, mà lúc có thế giới thành, lúc thế giới trụ, thế lúc hoại, lúc là thế giới của chư Phật sẽ xuất hiện, lúc thì có địa ngục và quỷ súc sanh xuất hiện. Thấy không? Đó. Thì nó gọi là giao thiệp tương ngại. Nhưng mà khi thế lúc đại quỷ súc sanh xuất hiện có nghĩa rằng là thế giới Phật đang ẩn trọng nhưng mà nó không đủ lực thôi. Tức là vẫn có người trong trọng mà đang tu, vẫn là đang nhận những chuyện. Tức là giao thiệp trọng, nghĩa là giao thiệp vô ngại nhau hết, không có chướng ngại gì hết. Trong kinh nói là khi cái pháp này hiển, nó hiển mà thấy hiện tượng của nó thì cái pháp đang chống ngược nó, mâu thuẫn cho nó đã ẩn trong này nè, và tự thành lập cho nó dạng tự cưỡng quá, trở thành ra chúng sanh trước sau cũng thành Phật. Thấy không? Tại vì sao? Là chư Phật đang tác duyên cho mình là có trong này hết đó. Thấy không? Thành ra nó nói là bạn sao nó mới sanh ra cái thuyết gọi là Phật tánh, chúng sanh bản trở thành Phật trước sau thành Phật. Thấy không? Dầu ở ngoài này bây giờ mình đang đọa lên ngục súc sanh, nhưng mà trong này nó vẫn có, nó ẩn cái chủng tử Phật thôi, tại vì bị cái lực kia nó lớn quá, nó đang lôi kéo mình về cái kia. Thấy không? Thì bởi vậy mà cái gì mình đang bị một cái lực trong cái thế giới tương quan những cái ác nhiều. Ác nhiều. Bây giờ bởi mình phải mở cái tâm mình ra để mình lấy cái thiện vô, tại cái thiện nó rội cho mình không chịu mở. Không mở ra tức là mình tập cách lấy đó. Nãy tập cách lấy để mình tự an lạc trước mình cái hả? Mình được bị sao động với chúng sanh, tôi nói hỡi mình làm thiện mà chúng sanh được lời à. Không? Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình không có khả năng, nhưng mà không ngờ rằng là 10 phương pháp giới của chư Phật nó nằm trong mình. Mình vẫn có khả năng, nhưng mà tại vì mình không sử dụng được cái năng lực của 10 phương pháp giới. Thầy bây giờ cô dạy cô ra để một đàn chiếu cho khởi cô với công đức đó nhập cho người cô cho bây giờ là cô làm sao cô lấy hết pháp giới cho người cô là cô có năng lực à. Cô lấy không được là cô khả năng lực của cô là sao cô chịu. Về cho con cái đèn rồi. Thì cô tập từ từ đi, cô sẽ thấy nó vào. Cô tập rồi. Tôi tập từ từ để nó già thiệt.
Tại mình chưa bao giờ mình tìm một cái phương tiện nào trong cái mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình ha, để mình cảm nhận một cái pháp ha. Cô chỉ cảm nhận qua cái nghe rồi người ta chỉ sao cô làm vậy thôi. Mình phải có kinh nghiệm của mình chứ, mình không vào được, lý do tại sao mà vào không được ha. Tại sao người ta cũng mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình mà ta vào được? Mình chưa biết cách, biết cách hợp với mình chứ không phải là, không phải là thành ra tôi tìm cách để hợp với tôi nói ra trình bày ra chưa chắc là hợp với quý vị, nhưng mà nó là một cách. Thấy không? Bây giờ có thể tự làm thử coi phải được không? Hay là mình phải tìm cách khác? Thấy không? Rồi. Rồi, gia thiệp vô nghệ là cái số 8. Nè, giờ cái này là chánh văn á, nó là tương tại vô nghệ. Tương tại vô nghệ tức là sao? Các giác cùng hiện hữu một lúc. Ha, tức là cùng hiện hữu nhưng mà có liên quan với nhau, tương giao với nhau, tương quan với nhau. Đó là lý duyên khởi. À, tức là cùng tồn tại với nhau mà không có chướng ngại nhau, hay không chướng ngại nhau, vì sao? Vì nó tương quan tương duyên với nhau, hiểu không? Giờ cái này khỏi giải thích, thấy không? Nếu giải thích được là chứng tỏ là cái gì đâu, hiểu gì đâu, không phải lại cũng có nhiều nhà tới vậy luôn, giờ tới chiều cũng có nhiều đấy à, vì nó nằm trong cái duyên khởi nên nó tồn tại, nó phải nương vào cái khác tồn tại. Không thể tách rời cái duyên khởi được, cũng như là mình nằm trong duyên khởi nên người ta làm ác mình thì nó lãnh. Người ta làm ác là mình nằm trong thế giới ác được rồi, mình lãnh được cái hậu quả của thế giới ác rồi. Mặc dù mình vẫn tồn tại trong cái sự thánh thiện của mình, người kia vẫn tồn tại trong cái sự ác của họ, nhưng mà nó vẫn móc xích với mình, đại khái vậy đó. Cùng tồn tại mà vẫn có dính mắc với nhau, tương tại, vô nghệ. Tức là một cái này nó vẫn ảnh hưởng, nó nhập vô mình, rồi mình vẫn nhập vô họ. Cái này nó trùm khắp mình cũng trùm khắp họ. Nhưng cái lực của mình trùm khắp mình mà lo kéo được họ không, là cái chuyện đó là một cái tập lực. Cái lực của mình nó là công đức. Cái lực của mình là công đức, cái ngoài lực công đức nó là cái lực vô hình. Trí tuệ là một cái lực, và thiền định là một cái lực. Phật dạy mà độ sanh là phải tập là tam muội thiền định phước đức trí tuệ. Thấy không? Mình có cái đó, cái lực mình mạnh thì khi mình trùm khắp người ta, mình nhập vô người ta thì người ta sẽ chuyển. Còn mình không có cái lực đó, mà người ta có cái lực tập trung, có những cái kia người ta nhập vô mình, mà người ta trùm mình thì người ta nhiếp mình luôn. Tương quan tương duyên nhau mà tồn tại nhưng mà bị tương quan tương duyên, nó bị ảnh hưởng, cũng như hồi nãy mình nói đó. Một người lại mà tất cả chúng sanh được phước, thầy có gì cái lại nhiều đi, đừng có sợ không có phước. Tổ dung vô ngại, thực sự cái này là nó hiển cái vô ngại theo nhiều cái danh từ ha, để mình dễ mường tượng thôi. Thực sự nó cùng một nguyên lý à, đó là nguyên lý tánh không, và nguyên lý sự nó là một sự thì hạn chế, tánh không thì nghĩa là trùm khắp vậy thôi. Thành thử ra khi nó nói về phương diện sự thì nó trùm khắp, mà khi nó nói về phương diện lý, phương diện sự thì bị hạn của, mà phương diện lý thì nó trùm khắp. Phổ dung vô ngại, thì có cái người họ dịch là vô ngại của sự hợp nhất đại đồng. Tức này cái này gọi là hàm chứa một cách phổ quát, hàm chứa một cách tổng quát. Nó nói trong này thì nó là một và tất cả đồng thời hiển hiện và dung chứa lẫn nhau, cùng tồn tại mà lồng vào nhau. Cùng tồn tại tức là có nhưng mà phải có không, có lồng cái khác vô đó. Thường thường quý vị nghĩ có là có cái này, không có cái này, nó nói phổ dung tức là tất cả khác đều phải có trong nó. Cái lỗi của mình thành ra mình cứ nghĩ mình tu một pháp tâm vì chướng ngại là tại vì mình thấy cái này nó không dung được cái kia. Cùng tồn tại mà dung hết tất cả những cái khác vô, thấy không? Thì cái lúc đó nó trở thành ra cái vô ngại cuối cùng của trong người pháp giới quán của ngài Pháp Tuận. Rồi giờ từ cái tư tưởng này nó khó hiểu quá, thấy không? Bắt đầu là ngài tức là trong nói đó, cái kỹ thuật trong này nó phải là giảng cho quý vị hiểu, thấy không? Mà giảng lấy từ câu đi tập quán. Tập quán là dùng những lý luận cái tánh không của mình đó để thể nhập cái lý, rồi tập cái thể lập hoài, rồi tập nó trở thành ra cái lối nhìn của mình,
ha, mặc dầu vẫn bị cái tri kiến ràng buộc, thành ra lúc nào cái tri kiến nó sẽ đẩy ra nó không cho, nhưng mà giờ cái công hạnh mình làm, nó xả cái tri kiến từ từ nó sẽ nhập vô luôn, nó trở thành bản ngã mình là cái đó ha. Mà mình ngã bản ngã mình là câu biến hành dung thì trở thành Phật. Cái mà làm cho mình thành Phật là cái bản ngã, thành phải dùng hạnh ha. Cái trí tuệ mình có thể mình đạt được, nó là có chánh kiến, chánh tư duy, mình đạt được cái trí tuệ đầu tiên, tức là để mình thấy con đường mình đi ha. Nhưng mà sau đó là phải dùng các hạnh để đẩy từ bản ngã ra, để rằng nha, khi mà đẩy rồi tại bản ngã mình nó không cho mình nhập cái này vô. Bản ngã mình là một cái sự gì nó loại trừ những cái gì khác đó, nhất là cái này nhìn nó khác, nó hoàn toàn nó đâu chịu ha. Thành thử ra dùng các hạnh từ từ, bản ngã càng nhẹ nhẹ thì khi mình dùng cái lý này từ từ, thì cái lý này từ từ nó sẽ từ từ, cái bản ngã đồng cả bản ngã thì từ từ nó sẽ thể nhập thành mình, nó trở thành lối sống của mình, nó trở thành lối nhìn của mình ha. Và khi mà nó trở thành lối sống của mình, lối nhìn của mình, thì mình vô chướng ngại với tất cả các pháp, tức là giải thoát. Đây là một toàn là một hệ thống pháp quán ha. Đúng ra là cái gì phải quán, nhưng mà là để giải thích cho hiểu là không quán. Quán từ từ, có pháp gì đó. Cái này có gì là tôi nghĩ cái quán cũng dễ đâu, giờ tánh không, hiểu tánh không là quán này được à. Nó nằm trong toàn bộ của nó là xây dựng nên tánh không, bởi vì nó là toàn bộ giáo lý Phật giáo, cuối cùng nó là tánh không. Nhưng mà nhờ tánh không mà ta xuyển về phương diện này, ta lấy một cái lý này lý khác mà ta diễn đạt cho mình dễ hiểu, thấy không? Bây giờ đi tới cái giai đoạn cuối cùng thì vì nó khó khăn quá, thấy không? Nên bây giờ là ngày trừng nghiệm, ngày mới viết lại căn cứ vào cái sự câu biến hàm dung quán, sự vô ngại quán này, ngày mới làm ra là 10 cái vô ngại. Ngày trí nghiệm thì viết ra 10 cái lý vô ngại. Qua ngày pháp tạng đó thì ngài viết ra 10 cái sự huyền diệu của pháp. Nhưng mà đa số khi người ta diễn đạt về sự vô ngại này, người ta ưa nói cái 10 cái huyền diệu chứ người ta không nói 10 vô ngại. Thì nói cái này ra thì có gì hiểu liền à, có gì đã hiểu được mà cái của ngài pháp tạng, ngài pháp tụng á, thì mấy cái này nó căn cứ vào cái đó mà nó đặt cái từ lại để cho mình dễ cảm giác thôi. Cái bản thể nó cũng là vậy thôi à, chứ không có gì khác hết á. Thì đầu tời thì khi mà nó nói là 10 vô ngại môn á, thì nó đặt thành môn, nó có 10 môn để khiến mình vào đó mà trở thành vô ngại. Nó như môn thứ nhất đó là đồng thời cụ túc tương ứng môn, tức là các pháp đồng thời đầy đủ và tương ứng với nhau. Khi pháp này trong một pháp nó đầy đủ, có nghĩa rằng là trong một pháp nó chứa hết tất cả cõi Phật, nó không phải là nó chỉ là một cái pháp nó thiếu cõi Phật trong này, thấy không? Hay là trong cái pháp này đó mà nó chỉ chứa nước thôi mà nó không có từ trường, nó không có điện trong này. Đồng thời cụ túc tương ứng môn, tức là trong một pháp nó chứa toàn thể tất cả các pháp một cách đầy đủ, không có thiếu sót nào hết. Mà đồng thời như vậy thì các pháp tương ứng với nó cũng chứa nó hết một cách đầy đủ và không thiếu sót gì hết. Có nghĩa rằng là trong một pháp này nó đầy đủ hết tất cả diệu dụng, tức là nó có nước, nó có điện, nó có lửa, nó có gió, nó có chư Phật, nó có mình, nó có gì hết. Đây là cái vô ngại, tại vì mình cảm thấy là mình không thể là cái này, nước không thể là mình, thấy không? Mình bị trước ngại đủ cái hết trơn, thì nó nói là các pháp đồng thời thành lập và có hết. Nhưng mà một hồi bây giờ học có cái là có cái là cái này đó, thường thường tôi đã dẫn chứng nói thì quý vị hiểu bí mật ẩn hiển cầu thành môn. Khi nó có cái này đó, khi cái này nó hiển ra đó, thì bao nhiêu nước lửa cái gì chư Phật ẩn hết. Tức là khi cái hiển nó hiển ra, mình thấy được một mặt cái hiển thì chư Phật cũng có trong này, như chư Phật ẩn. Thành ra cái pháp nào á, nó cũng có cái thiện nó trong hết trơn. Ngay pháp cực ác đi nó vẫn có cái thiện. Cha mày nói là sát sanh là đối với ngũ giới là ác lắm, phải không? Nhưng mà qua bà tắc đạo á, nó nhìn rộng rãi, tầm mình nó rộng rãi hơn, thành ra nó đôi lúc sát mà lợi chúng sanh, cái sát đó trở thành thiện. Thành ra trong một cái pháp á, nhìn vô thấy ác không hẳn nó không có cái thiện, cái mâu thuẫn nó vẫn nằm trong này. Cho một pháp nó nhiếp hết tất cả các pháp mà, tại vì trong cảnh giới của mình quan niệm cái đó là cái đó, nên khi cái đó nó hiển thì cái khác ẩn, thấy không? Chẳng hạn như mình quan niệm là anh A là một người ác, thì anh A không thể là một người chồng, cũng không thể là một người con có hiếu. Nhưng mà quả thật anh A là một người chồng rất là tốt, một người con hơi ác, ác là do ác đó cho mình thôi. Tức là có cái thiện này trong này,
Anh A là một người ác thì đối với một người bác sĩ thì anh A là một bệnh nhân. Không có tướng ác mà cũng có tướng thiện trong này nữa, mà nó là cái tướng của người bệnh. Tức là anh A nó có đủ thể tánh trong này, nhưng mà khi người bác sĩ nhìn thì toàn là thấy bệnh không à. Thấy không? Còn thấy kẻ thù nhìn thì nó toàn là một cái ác quá trời luôn. Còn người thân nhìn thấy là một cái sự thương mến. Thấy không? Thành thử ra khi sự thương mến ẩn hiện thì cái sự ác, cái sự thương mến nó hiển ra, thì cái tất cả những cái khác nó ẩn là mà không chướng ngại gì, nhiều người khác nhau nhìn đều thấy hiện ra một lượt. Tức là nó ẩn hiện, ẩn tức là bí mật ẩn hiển câu thành. Khi thằng hiển hiển ra thì thằng bí mật thằng ẩn, tức là nó không bắt lộ, là trong này nó vẫn viên mãn từ đầu đến cuối của nó, và nó cũng thành tựu chính nó trong này, chứ nó không có gì sai lạc hết trơn á. Nó là nó cũng là mười cái cổng. Tại sẵn mà nói cái cổng mà đồng thời cụ túc, tức là một pháp nó có thì tất cả pháp có, nó có một cái lúc đồng thời, chứ không phải là thằng có trước rồi cái nó diệt đi mới có thằng khác, không phải. Nó có đồng thời, bởi vì khi mình thấy gì thì người khác cũng thấy vậy, cũng thấy cái mâu thuẫn thẳng như mình luôn, mà cùng nhầm lúc này, mà cùng một lúc luôn. Ha, mà chính vì mình thấy chỉ có một mà không thấy được những cái ẩn của nó, nên mình thất bại tất cả trong mọi công việc như mình nói đó. Mức độ xanh ha, thì phải thấy hết cả hai bên, còn không sẽ bị thiên chấp. Hà muốn tu pháp phải thấy hết viên mãn cả pháp, còn không sẽ bị dính mắc. Tại vì mình thấy được con bên à, ha, mà không thấy được bên kia. Thành ra nói là cái người mà thấy hết thì cái người làm cái gì cũng thành tựu. Tại vì không đâu có gì mà nó không ngờ được rồi. Tại vì mình thấy một bên nên mình làm mình bị thất bại, phải không? Tại cái bên kia mà tới kia nó hiển lên rồi, nó có thế lực mà nó hiển lên rồi, nhân viên mà nó hiển lên được á, thì cái mình suy toán mình mặc bên đây nó trật. Mà nó trật rồi thì bao nhiêu cái công phu của mình dùng mà bên đây nó sẽ tan hết. Thành ra người nói cái người giỏi là cái người thấy được cái ẩn, chứ không phải là người thấy được cái hiển. Bởi cái hiển ai cũng thấy hết trơn á, phải không? Thành nó học được rồi, học lần này là nó học cái trở ngại của cái pháp của mình á, không phải là bề mặt mà chính cái mình không biết, tức là cái ẩn trong này nè. Thành thử ra khi mà bế tắc trong pháp á, là không có phải đi pháp đó hoài, bởi đã bế tắc rồi đi hoài cũng vậy à, phải tìm cái ẩn trong này, cái nào là nguyên nhân tại sao mà mình không được thì nó mới phá được cái kia. Chứ bây giờ cái gì đi hoài gì vượt qua cũng vượt được, nhưng mà lâu lắm, gian khổ lắm, thấy không? Thành ra chưa tỏ nói đó, cái người mà giỏi về pháp, mà giỏi về kia là cái người thấy được cái ẩn nằm trong này, chứ không phải là người thấy cái hiện. Và cái người thành công á là cái người là thấy được tất cả các pháp nằm trong này một lúc, nên họ ngừa được tất cả những cái khác nghịch với pháp của họ, và họ tăng trưởng được tất cả những cái khác mà làm bổ sung cái pháp của họ. Trong này nó có cái nghịch, có cái thuận, nó nằm một chục trong này nè, và những cái này nó sẽ hiển khi có nhân duyên tích hợp với nó tác vô. Vì không có nhân duyên đó nên mình chỉ thấy được, đã ra có nhân duyên này nên mình thấy được cái này thôi, mình không thấy được cái khác, không phẳng cái khác là mắt. Đó là sự vô ngại đó, tức là những cái khác nhau vẫn có trong một cái. Thành thử là có nhiều người đi cái pháp đó mà cái người bị chướng ngại, có người sanh phiền não, có người bị thất bại, có người thành công, cũng anh đó cũng cách dụng công như vậy đại khái. Nhưng mà tại vì khác sao, là tại vì không hiểu được những cái ẩn hiện trong này. Tại vì cái ẩn hiện trong này là tùy theo nhân duyên phát hiện, nhân duyên mình nó sẽ phát hiện những cái khác, mặc dù cái tác pháp nó vẫn là vậy, nhưng mà cái ẩn hiện nó khác nhau. Thành ra bị những cái ẩn hiện nó tác dụng mình, nó tác dụng ngược lại mình, thành ra mình thất bại, thấy không? Thành ra một thường thường cái một vị thầy là giỏi á, nhưng mà mình nói là một vị tướng giỏi là thấy được cái ẩn của địch thủ, chứ không phải họ thấy cái gì, nên họ đánh đầu họ thắng đó. Đồng thời cụ tốt tương môn. Rồi tới thứ hai là quản hiệp tự tại vô ngại môn. Quản tự tại vô ngại môn thì nãy mình nói là quản hiệp vô ngại, mình hiểu rồi, thấy không? Mình có giảng rồi đó, cái lớn với cái nhỏ không có ngại nhau đó thì khỏi giảng. Cái này là nó chỉ là khai triển cái tư tưởng là nãy mà của tư pháp giới thôi. Quản hiệp tự tại vô ngại môn, tức là cái lớn cái nhỏ vẫn tồn tại một cách nghĩa là tự nhiên của nó, cũng như bây giờ khi nói cái lớn đó, tức là sự đó là lớn ha, khi nói cái nhỏ đó là sự đó là nhỏ, khi trong này nói là nói sự luôn nha, chứ không có lý ha. Mặc dầu lớn và nhỏ ha, nhưng mà nó vẫn tồn tại, nó tự tại tức là nó vẫn tồn tại mà nó không chướng ngại cái khác, mà đồng thời nó là cái khác. Vô ngại tức là bỏ nó vô cái nhỏ, bỏ vô cái lớn được, cái lớn bỏ vô cái nhỏ được. Vô ngại tức là hai cái không chướng ngại nhau,
hai chữ ngại nhau, tức là cái này hàm dung cái kia được, cái hàm dung cái nhỏ được, cái lớn nhập vô cái nhỏ được, mà cái nhỏ nhập vô cái lớn được. Mà tướng quản vẫn là quản, tướng hiệp vẫn là hiệp, tướng lớn vẫn là lớn, tướng hẹp vẫn là hẹp. Thì cái này mà nãy mình nói rồi, nãy khi trước tôi nói đó, cũng như người trên mặt trăng mà nhìn xuống quả địa cầu thì thấy quả địa cầu như như là bằng như là một quả banh thôi. Hay mà người quả địa cầu mà nhỏ trên địa cầu thì thấy quả địa cầu nó ao la vô hạn không giờ thấy, tức là lớn vô cùng tận luôn, thấy không? Dầu anh kia thấy nhỏ mà anh này thấy lớn thì quả địa cầu nó vẫn tồn tại vô ngại, nó vẫn hồi nào bây giờ nó vẫn như thị không có gì hết. Thì lớn cũng tức là nhỏ, mà nhỏ cũng tức là lớn. Tướng lớn tướng nhỏ bản thể không thấy, do vì mình có một cái khung quy chiếu mình đặt đỡ lên mới có lớn nhỏ. Bản thể nó là không, bản thể nó không, mà mình nhìn mình thấy lớn nhỏ là tại vì mình chứ không phải là tại vì nó, thấy không? Rồi nhất đa tương dung bất đồng một, nhất đa tức là cái một và cái nhiều. Bây giờ này một cái và nhiều cái, trên nguyên tắc của mình á là thấy nó khác nhau, nó không thể dung chứa nhau được. Thì trong này nó nói đó một, thì nó có thể dung chứa hết tất cả khác vào nó, và tất cả những cái khác đều dung chứa nó hết, dung chứa cái một hết. Tức là đối dùm đặt cái một với cái nhiều, thì thằng một này nó sẽ chứa hết thằng này vào đây, hay cũng như máy chụp hình mình á, cái gương mình nó chiếu hết tất cả vào đây, đồng thời tất cả mỗi thằng trong thằng nhiều này nó đều dung chứa thằng một vô đây. Mà khi nó dung chứa thằng một này, tức là nó vừa dung chứa thằng một mà nó vừa dung chứa những cái thằng một nhất trong này luôn. Cái nào là nhất đa tương dung bất đồng môn, tức là anh nhất anh có một, trong một nhìn thấy tất cả các pháp, mà trong tất cả các pháp nhìn thấy anh một. Tức là dung chứa với nhau. Mà bất đồng tức là một vẫn là một, mà tất cả khác là vẫn là tất cả các khác, chứ không phải là khi nó dung chứa tất cả cái này nó dung chứa thằng một mà nó biến giống thành thằng một, không phải. Hay là tất cả một mà dung chứa hết thằng này đó, rồi thằng một nó phải đồng nhất như thằng kia, nó phải bự ra lớn ra như vậy. Thì nó diễn tả cái tự tại vô ngại mà diễn tả bằng những nhân từ cho mình dễ hiểu. Tức là khi dung chứa giống nhau nhưng mà mỗi người nào vẫn giữ vị trí của người đó, không có đồng với mình nhau. Nhân từ trong này nó nói cái nhất á, nhất này đó là nó nói về chân lý, là nhất tâm, một tâm thôi, bất đồng tức là nhất tâm phân biệt, sanh ra đủ mọi cảnh. Thấy không? Đó là một tâm thôi, mà khi mình ngủ mình sanh ra đủ mọi cảnh mộng. Thấy không? Thành ra cảnh mộng do một tâm nó sanh ra, thành ra trong một cái tâm mà nó nhiếp hết tất cả cảnh mộng, tới bao nhiêu tướng một cảnh mộng. Thấy không? Đó, mà ba lĩnh vực mộng nó do một tâm. Thành ra nó nói là khi nó nhất là đa đó, là một khi nó lượng gì nhất thì dụng gì lý, mà lượng đa thì họ dụng gì sự. Đại khái để cho nó yên dung. Một chân lý mà tất cả các sự nó nhiếp hết. Mà lý vẫn là lý, sự vẫn là sự, nhiếp mà không đồng. Chư pháp tương tức tự tại môn. Chư pháp tương tức tự tại môn mình để một buổi ngày qua mình giảng rồi. Đó là cái khó giảng nhất của Hoa Nghiêm, không phải là tánh không. Một cái khó giảng nhất của Hoa Nghiêm, cái này tức là cái kia, tức là cái kia là cái này, cái này kia mới là khó chịu. Tánh không thì thường thường cũng dễ chịu, phải không? Hoa Nghiêm nó diễn tả tánh không qua hình thức tương tức. Thành thử ra tôi bởi tôi nói thành thử ra, anh này ăn mà con bò nó no, tại vì anh tức là con bò mới có sinh ra khi cục địa chết, nếu anh phải là con bò rồi sao mà no, thấy không? Thành ngày phó đại sĩ nói đó là con ngựa ít châu ăn mà con bò ở Thanh Châu nó no. Hay mà ngày Pháp Thuận ổng cũng nói một câu giống như vậy đó, con gì ở đâu tiểu bang nào ăn á, con nọ con gì ở tiểu bang khác nó no. Tương tức là phải hiểu như vậy đó. Thành ra cái tương tức này nó siêu việt cái lý trí của mình. Mình còn trong ngái mình xin không cách nào nói cái này cho nghe được hết rồi. Hôm qua mình giảng bỏ buổi mà giảng tương tức này, tôi nói là tôi mới giảng về cái vấn đề mà trong óc mình muốn nhận thức sự vật làm sao, mình lấy biểu tượng để mình làm cái kia. Tương tức tức là hai cái ngược nhau mà đồng một, nó vượt ngoài biểu tượng của mình rồi, nên óc mình suy nghĩ không được nữa hết. Thành ra không cách nào nói gì hiểu được hết trơn á.
khi quý vị phải có biểu tượng để mà diễn tả vấn đề, tức là vấn đề nó phải không tương tức, phải có hai cái ba cái nó khác nhau mới diễn tả được một câu chứ, chứ cái này tức là cái kia rồi sao mà diễn tả, thấy không? Thành ra cái lý tương tức này không dùng một ngôn từ nào diễn tả được, vì nó siêu việt biểu tượng rồi, cái này tức là cái kia đâu có cách nào nói được hết trơn á. Thành ra cái nào nó cũng là tấn công, cũng có thể nói được, cái mà dụ mà tương tức chịu thua chứ ở đó là tại nó vượt ngoài cái lối mà suy nghĩ hồi nào của người ta dùng để thấu hiểu nhau, giao thông nhau để hiểu tư tưởng, là phải dùng biểu tượng, mà thể có biểu tượng phải có sự phân biệt, biểu tượng A phải khác biểu tượng B tôi mới làm cái câu được, thấy không? Tôi à, con người ta ở trong nhà, nghĩa là con người ta phải khác cái nhà, thấy không? Rồi mới có thành biểu tượng, vậy con người ta là cái nhà, cái gì vào trong cái gì, thấy không? Không có cái gì vào cái gì được, mà cái mui cái gì đều là cái nhà hết, làm sao mà diễn tả được có cái mui có cái cột để tạo thành cái nhà, vì nó tạo ra nhất hết trơn rồi, nó là cái mui cái cột đều là cái nhà hết, là làm gì diễn tả được cái nhà, không diễn tả được luôn, cái thành ra nó bắt được ngôn ngữ chắn lặng như tờ, tâm vô phân biệt, thành ra cái dưới đường tức á là lý để mà nói ra một cái thấy cuối cùng của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, mà không cách nào dùng ngôn từ của thế gian, dùng tất cả diễn đạt của thế gian cho quý vị hiểu được, ha, chỉ bằng cái thí dụ thôi, ha, thí dụ như chẳng hạn như cái ly này là tôi, rồi người nào được trình đạt nó sẽ hiểu, không giải thích được nữa, tại vì giải thích phải ngôn từ rồi, ha, mà cái ly này là tôi thì sao? Cũng đúng, không, nhưng mà nó là cái gì? Cái ly là to thì gọi là hiểu không? Nè, nó đi tới một cái kết luận, ha, ha, kết luận là tất cả các pháp là một pháp. Vì cái này tức là cái kia, mà cái kia cũng tức là cái kia, cái này cứ là tất cả các pháp là một pháp. Vì tất cả các pháp là một pháp nên không có thể biểu tượng được, không có biểu tượng được. Tại vì tất cả các pháp tức là trong tâm mình nghĩ có cái biểu tượng A, biểu tượng B, biểu tượng T, mỗi biểu tượng là một pháp. Nên bây giờ tất cả các pháp đều là một pháp, biểu tượng A cũng mất, biểu tượng B cũng mất, biểu tượng C cũng mất, đâu có cái gì nữa hết trơn á, là bởi vì mình không nói được, ha, ha. Mà từ cái nguyên lý mà tất cả các pháp là một pháp á, do đó trong một pháp mới thấy tất cả các pháp, trong một hạnh á, viên mãn thì gồm tất cả những cái hạnh khác nó thành tồn, thấy không? Bắt đầu từ cái đó nó mới suy luận ra, nó suy luận ra thiên hà đại địa vũ trụ gì đó ha. Đây giờ không sao, hết giờ hết vốn rồi. Bây giờ là niệm Phật ha, rồi để ăn kịp cho giờ. Nguyện